anh bóc hát bài đi anh bóc. Ủa gì vậy? À, tới là em với lại Hiếu Chủ Nhật là có một cái sản phẩm bùm tấn. Quá dữ dời. MV 10 tỷ. Trời ơi, dữ vậy hả? Trả nợ 10 năm. Giang xin, anh Giang không làm MV, mời em làm diễn viên đóng không vậy MV. Tôi đi nó khủng quá. Tự nhiên tôi hài thì có tôi là MV thì mời qua hậu đóng. Đâu giống anh Lâm đó, anh Lâm đấy. Trời ơi. Sao đây ra dễ quá. MV đó là cửa hàng cảnh là top 3 của trending luôn nha. Ghê lắm nha, đẳng cấp, đẳng cấp. Đẳng cấp á. Không có biệt đội Blackpink là top 1 á. Anh nhảy lên đó liền. Sơ hở cái ra MV liền. Sao Vân nè, Vân nói là anh Vân mê nhạc, sao không ra một MV đi mời vàng diễn viên nè, Giang Hiếu rồi Quy Đống. Dạ em chưa đủ tiền, em đang để dành từ từ. Nhưng mà bây giờ trước khi mình làm MV mình phải thử qua cái giọng hát. Hả? Hả? Vô. Có những mối tình, có những nơi buồn. Em chết khúc này em hát sao ca sĩ được anh? Giọng hơi kỳ. Hay mà. Hát bằng niềm tin. Cảm xúc lắm. Gây động người. Yêu hết con tim, yêu hết con tim. Khi yêu, cho hết những gì dấu yêu. Có những mối tình, có những nỗi buồn. Có những tháng ngày, yêu nhau mê say. Không tin tân chi, yêu với giây phút thân hoa. Khi yêu, ta đã cho nhau rất nhiều. Ta cùng nhau bay lên với trăng xa. Bay lên. Tâm hồn say, ngồi tương sáng tháng hoa. Chúng ta là một gia đình. Ta chìm trong mây mắt nói ta âu. Nó âu làm chi. Yêu nhau rời xa cách nhau. Không sao mà, sao à. Anh ơi, lao kèm em cái. Quá tuyệt vời. Thôi, nên làm người mẫu dạy học đi. Đừng hát bao nhiêu cả. Là lâu hát cho vui ra, đừng ra MV tốn tiền vô ích. Bây giờ mình có một cái trò chơi này. Nó cũng thuộc gọi là sở trường của Hiếu với Quy luôn. Vậy còn em sao anh? Em ngồi cho mấy bà đại diễn. Trời ơi. Nếu như Vân là một người yêu cũ của mình. Dạ. Hai người chia tay không phải vì không còn yêu nhau nữa, mà là một lý do nào khác mà mình phải hy sinh tình yêu đó. Dạ. Thì gặp lại người yêu cũ nói một câu gì cho nó ngầu nè. Thế sở trường em được đoạn nào? Em làm MC em vốn từ nhiều. Em dẫn MC chương trình kiến thức vui vẻ. Hiếu đề ba ra đây học hỏi Hiếu ơi. Trời ơi, mong được người yêu cũ là dính không dính em rồi. Mua người yêu mới thì được. Giống như là có quan trọng gì đâu. Ngàn mũi dao đâm vào đây. Những cái em đừng có anh, ví dụ vậy. Hay quá ta. Trời ơi, chuyện vậy hả? Sao nói chuyện nhân văn quá ta. Anh Giang có hay nói vậy không anh Giang? Hỏi câu mà tan nát gia đình ghê ha. Anh có hay nói vậy không? Không, cái khán giả nói xạo. Anh nói có cái rồi ký đơn. Để là tầm sáng doanh nghiệp của nha. Em có ve chị em. Em không tham quan cái Destiny hả? Trong đó có những cái góc khuất của anh Giang á. Những cái bạn mỉm cười nhé. Luôn mỉm cười. Đánh đau lắm. Đằng sau đó là mỗi câu chuyện. Đằng sau là một câu chuyện. Mỗi tấm bản là một câu chuyện. Thiệt. Hết giờ suy nghĩ. Em là top 1 nhan sắc. Anh là top 2 những người giàu nhất Việt Nam. Thôi được rồi. Tới anh đi. Nè, nó phải như vậy nè, hiểu hả? Nhớ để mà sau này làm rap. Hoa nữa là đẹp rồi. Tại sao nhất thiết phải biết nó thuộc về ai? Em hạnh phúc là vui rồi. Đâu nhất thiết phải cùng anh. Đúng là gừng càng già càng thâm sâu. Nè, để tặng anh Lưu Hiêm câu nè. Cầm được cái máy, bấm một cái nút, hình ảnh chạy là vui rồi. Tiền bạc gì ở đây? Anh ơi, anh nhấn nút stop ai. Đâu, em làm câu thẳng anh Lưu Hiêm nào. Dân, có ba trường phái em vừa mới thấy rồi đó. Trường phái thứ nhất là người yêu cũ nó ra hú hồn. Trường phái thứ hai của anh là miếng rớt. Trường phái thứ ba là anh là thế nào? Chớ tại khúc này khó quá. Không có gì khó, phải tập chứ. Lỡ em mốt học viên mình hỏi, ban giám khảo hỏi những cái câu trả lời để lọt vô top 5 thôi. Trời ơi. Top 3 rồi em trả lời sao? Dạ rồi, ok. Anh nhìn em. Anh này rồi, anh này tên là cái vụ. Thịnh cô đơn. Vậy chưa chứ người yêu luôn mà. Anh Thịnh cô đơn. Ê, không có hâm dọa hả nha. Mắc gì, anh Thịnh cô đơn. Có gì hâm dọa ta? Máy đã chạy rồi, nút đã bấm rồi, tại sao anh không quay cận em? Ghê. Chết anh Thịnh nè.
Hình tươi tỉnh liền. Để rồi chú ơi, cảm ơn bác Tài nha. Dạ, cảm ơn bác Tài. Má khỉ. Wow. Tuyệt vời. Ngồi xuống. Mình sẽ ăn nhẹ, sau đó mình sẽ đi hưởng thụ. Hôm nay là ngày toàn hưởng thụ. Đề nghị của cái Quy làm nước mắm. Yeah, say. Còn tôi ăn nước tương. Hả? Thì anh. Thật sự ra thôi, anh đói quá rồi. Quy. Dạ. Hỗ trợ các cục này trước Quy. Ủa anh, em nói gì đó sai sai đúng không? Trong cái lời mời của anh là nói xuống đây em cắm trại rồi có người phục vụ đầu bếp rồi. Trời, vậy là xuống lắm rồi anh ơi. Nhớ là ký ký. Nhớ là ký mà. Thôi, đói bụng quá. Một gì chả? Trời, đầu bếp chuyên nghiệp quá. Mọi người ăn nhiều ớt không ạ? À? Dạ, dừa dừa ạ. Dạ rồi, nửa trái thôi à, tôi không ăn cây được ạ. À. Anh làm cái trái nhỏ vậy, hai miếng. Anh làm cả nhà, ăn tạm cho cả nhà. Khi nhà lá dừa nha. Dạ. Anh Giang có hay đi ở đây không Giang? Đó, không, ít. Ủa, mình sao anh Giang hôm nay đi cái nhà hứng, tụi em qua đây vậy anh Giang? Đúng rồi, chắc mọi người trải nghiệm. À. Là hôm nay em chuẩn bị ở làm tâm lý ở nhà là em hít đất, hít xà, đừng đến cày cày ruộng đồ đó. Chịu, chịu. Không anh, bây giờ hết tâm lý rồi. Trả dài rồi. Trả dài rồi. Đây có tắm bùn, tắm khoáng rồi các kiểu. Ôi ôi. Không chưa tắm gì bao giờ luôn. Đúng là mới đẻ hả? Không mày chưa, Hiếu mới đẻ giờ, Hiếu tiến quá rồi Hiếu nha. Đẻ được nửa năm anh. Nửa năm tiến quá rồi đó. Ừ rồi, chứ tiến quá gì nữa. Không sao thấp lên dạng bù lão rồi Hiếu. Giờ mình ăn xong cái mình đi bên kia ha, đang chờ đợi đó. Em đã chuẩn bị sẵn bộ bikini rồi. Có không? Nãy mới mượn túi quần đùi mà, em sợ cạo. Bộ bikini của anh Giang. Em rất bất ngờ luôn á, em không có kịp mang bộ đồ một mảnh của em xuống. Một mảnh hả? Dạ. Em có bộ đồ một mảnh gì màu đọt chuối. Đẹp trứng động hả? Trứng động? Sao em cũng thích mấy cái màu mà nổi nổi vậy lắm. Cái gì mà màu mà neon mà nó phải rực rỡ vậy. Luminer rồi. Luminer vậy. Sáng trong đêm. Nóng quá hả? Em đang tưởng nắng vậy nóng quá. À. Hồi xưa có ai nghe truyền thuyết này không? Dạ nghe. Ủa anh? Đúng rồi. Chàng. Nói được ai mà làm vậy? Đúng rồi. Em thấy ai mà nỡ lòng nào làm vậy anh? Ví dụ như 100 mỗi thì bị dính một ổ. Liêu cực lắm nha. Sáng giờ là những miếng là su đồ không á. Chết rồi. Em ăn thành ngon, ngon miệng ăn thành no luôn rồi. Xong chưa? Dạ rồi, no thôi. Đi thôi. Đi thôi ạ. Là muốn miếng. Đi thôi. Thật là hạnh phúc. Em thật sự nghĩ mình phải đi cắm trại không á? Hay là mình chỉ chạy thôi không có cắm? Chết rồi, giờ no quá, giờ làm sao đây anh? Hãy vào đây, câu cá sấu. Trời ơi. Wow. Chúng ta mỗi người sẽ được nhốt vào một cái lồng chung với một con cá sấu chúa. Trời ơi anh. Ai tồn tại lâu hơn người đó thắng. Wow. Mời anh chơi. Con kia bự kìa bá luôn. Con kia giảm cân đi nha mày. Trời ơi. Giảm cân đi nha, bơi nhiều vô. Nói ai hả? Dạ em chào anh. Dạ chào anh. Dạ chào anh. Xin lỗi anh tên gì ạ? Dạ em Dũng. Anh thứ mấy ạ? Dạ thứ năm. Anh Nam Dũng. Cá sấu này cá sấu gì anh? Dạ này cá sấu hoa cà. Nhìn lại sao biết con nào là boy, con nào là girl anh? Dạ cũng dễ biết. Những con boy đó con cái đầu nó to, cái sừng nó cao lên. Girl là những cái mỏ nó dài, nó mỏng hơn. Nhìn đơn giản bên ngoài. Anh ơi, con cá sấu ở đây thường nó hiền không? Không, mình nuôi ở trong này thì nó cũng hiền. Chỉ cho ăn thì nó ăn thôi chứ không có phải vồ mồi giống như các con bên ngoài. Tự nhiên nó đi kiếm mồi rồi nó dữ. Nó có dứt mình không anh? Cũng chưa thấy, chưa dám thả ra. Mấy con này cân nặng trung bình nó tầm bao nhiêu anh? Dạ như cái nhỏ cỡ đó cỡ 8 đến 100kg. Con lớn như mấy con này cỡ 250. Mình có biết tuổi thọ nó bao nhiêu không anh? Nó là cỡ chừng 70 năm. Ở đây là 20 năm rồi. 20 năm cái con này hả? 203 đến giờ. Dạ. Thôi còn phát triển nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ có một thử thách về nhanh nhẹn. Dạ. Chúng ta sẽ lần lượt nhảy vào. Sáng giờ nha. Sáng giờ là những cái miếng nhảy chuông thôi. Câu cá sấu. Dạ. Từng người một nha. Đây. Chúng ta sẽ câu làm sao để cho cá sấu nó nhảy lên cao nhất, người đó thắng. À, kìa em ơi. Bé em nói rồi. Đây. Đừng nha, giữ chắc người nha. Boy nha. Boy. Bé boy. Vô. Thôi trước mặt mình luôn. Bé ơi. Bà em ta. Em. Cá sấu nó bơi chậm lắm. Hey. Ê. Trời ơi. Em chậm lắm nó luôn á. Cắn em một ta. Ừ. Boy. Quá trời. Muốn vô mình phải để con mồi đứng lại nó.
Để con mồi đứng lại. Đứng con mồi đứng im lại. Đi hết rồi. Wow rồi. Không có đụng đụng dưới nước thì nó bơi lại. Đó, đụng sâu vô, đụng đậm đậm sâu vô. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Ảnh kinh nghiệm mà. Đừng cho mồi đừng có đưa nha. Nói chung mình làm sao cho nó vồ hụt mồi nhiều nhiều thì mấy con khác nó bu lại đông hơn. Nhảy lên. Ok không? 20 cm, 20 cm. Trời ơi. Trời ơi. Nhảy lên bé, bêu. Nghe miệng luôn nè. Trời ơi, đó. Người ta thống kê và người ta khẳng định là cá sấu là một trong những con vật có cú tát mạnh nhất thế giới. Thế giới động vật. Trời ơi, con này bự quá, cái đuôi nó kìa. Đúng rồi, con này bự đúng không? Trời ơi, con này bự quá. Hải Thiêu. Đây mà. Quá trời. Trời ơi là trời. Vẫn là coi như có 20 cm thôi, không cao nha. Nhưng mà sao không đứt vậy? Từ từ nó sẽ kéo. Em chỉ cần cầm thôi. Buông bỏ đi Dân. Rồi đó. Buông bỏ đi. Trời ơi, coi mắt nó kìa. Cảm ơn anh. Chịu rồi, tức là em đúng luôn rồi. Trời ơi, nó há sẵn rồi. Ghê nè. Trời ơi, có răng nó kìa. Thôi, chuẩn bị táp á, chuẩn bị táp á. Thôi, lên, lên bé ơi. Có cái tay gì trên này. Đó đó, lấy đà, lấy đà, lấy đà. Đó, lấy đà đó, lấy đà đó. Lên, nhảy lên bé ơi. Đào nha, hiểu hình trạng 40 rồi nha. Nó hình như nó nhúng xuống để nó nhảy ra nó đớp rồi. Thấp một xíu em tiết kiệm quá hiểu. Cái nào nó nhảy. Bà này không đớp vào kia rồi đớp vô rồi đớp vô rồi. Wow, trên 50 cm luôn. Trời ơi. Ôi lẹ quá vậy. Má ơi nhanh quá. Xử lý không kịp. Trời ơi. Trời ơi. Lấy câu tụi này em thấy tay chân vung gãy vậy nè. Em làm sao mà nó lên tới đây là ngon nè. Ê anh, ta cá quỷ rồi. Làm sao mà lên tới đây là ngon nè. Ê, hấp. Ê. Trời ơi. Ê, mập. Mập, ta chưa chơi. Thử thôi. Thôi đừng kêu mập thằng quay phim giật mình. Nhả ra đi. Nhả ra đi em ơi. Em ơi, nhả ra. Nhả ra đi cưng. Ê, cao kìa, cao kìa. Cao. Ê. Trời ơi, nó gầm ghê vậy. Ê, em cao 50 chứ bộ. Trời ơi. Trời đất ơi. Đây nè. Nè, tàn rồi. Ê, vậy? Thấy chưa em? Ừ. Hay quá ha. Ôi. Bà dễ ăn của chị hả? Ôi. Chưa kịp gì luôn á, con quỷ này. Ăn chị rồi. Anh thấy chưa, tính là em là người lâu nhất đó. Đúng rồi. Thấy chưa, nó đã vô đây cái hàng này nó không nhả. À, người thắng cuộc là Hiếu đúng không? Dạ. Rồi, ba chúng ta có người phục vụ cho Hiếu về việc tắm bùn. Wow. Gì vậy? Trời ơi, vậy em phải mừng trớn Hiếu rồi. Trời ơi. Hiếu ơi. Em thích lắm. Anh nhé, nhưng mà nếu như mà vậy, nếu hồi nãy em thắng thì sao? Thôi vậy bây giờ nhường cho chị thắng nha. Thì em được cái gì anh nha? Tắm cá sấu. Anh cho em thêm cục nữa được không anh? Trời cha mà ơi. Ê anh em ơi, con dưới đây nè. Thôi. Ôi con ôi cái lỗ mũi nó kìa. Lên bé. Nhảy lên bé, tập thể dục thể thao nè, nâng cao sức khỏe nè bé ơi. Lên nè, cá sấu ơi. Đưa vô con mắt ơi. Nè, bà này cũng già lắm nè. Ôi, ôi cái vậy? Ôi, lên bờ, cá sấu lên bờ. Cá sấu lên bờ. Ôi, cái vậy? Cá sấu lên bờ kìa, đằng nó đó. Đớp cho chị cưng. Cưng em. Nó đang chờ sẵn rồi. Nó chờ thời. Đó, nó thả ra đó. Đâu có gì. Lê. Quá hậu lừa mày rồi, leo. Anh hồi đó em có coi cái clip á, cái con này nó táp cái con gì, nó táp trúng trên con cá sấu luôn, ăn luôn đó. Quá hậu, nói chuyện nhân đạo ghê. Trời ơi, lực táp nó kinh khủng khiếp thiệt chứ. Ôi miên. Ôi, né đi liền. Ê, con này đầu đàn ơi. Dữ ha. Con này bự quá, con này đầu đàn ơi. Tới cái né liền á. Ê, tụi kiếp quá. Thằng bé. Con này bé luôn. Wow. Ôi. Trời ơi con này. Hung dữ rồi xong. Rồi, xong. Rồi. Dứt ra bé. Bé ơi mơ gì đây em. Rồi. Anh Bảy nhỏ 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 bạn kia ha. Anh Bảy nhỏ. Rồi xong. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Giới thiệu cho tụi em. Cảm ơn rất nhiều. Đi thôi. Vừa qua bên kia đi hả? Dạ. Relax. Dạ, xin chào quý khách ạ. Dạ. Chào mừng quý khách là đến với
tắm bùn Minara. Dạ. Xin mời quý khách theo lối này. Mình tới để nhành bùn và bùn ở khu vực này. À, mỗi người bùn bên hả? Dạ, gia đình mình em đã mở sẵn hai bùn cho gia đình. Hai bùn, thiếu với dân mình bùn bên kia. Vâng. Chung với bố này thì vui. Trước tiên em xin hướng dẫn về cái cách tắm bùn ở đây ạ. Dạ. Dạ. Dạ, trước tiên thì mình cởi đồ ra. Trời ơi, đó. Trời ơi. Ủa? Anh nói lẹ đi, em cứ bao điểm, có giới hạn. Sau đó mình sẽ xuống, chọn cái bồn mình muốn ngâm và mình sẽ xuống ngâm 15 phút cho nó nở lỗ chân lông ra. Sau đó lên bờ mình dùng khăn ở đây để lau khô người. Bùn ở đây là bùn gói giống như các cái kem dưỡng da. Mình ấy có cái chỗ cắt đét lên. Mình sẽ đét lên toàn cơ thể. Dạ. Sau đó mình ở trên bờ này mình có thể chụp hình hay nói chuyện hay thư giãn cùng gia đình. Khi bùn khô thì mình lại trở lại cái bùn này và mình xả toàn bộ cái bùn đó. Đó là hết. À, là xả trong đấy luôn anh? Bùn. Dạ, xả chung. Vậy thì phải là hai bồn rồi, tại vì lát nhiều bùn lắm, một bồn nó không có ấy đâu. Ok, vô rồi, ấm áp đi anh ơi. Mình nói chuyện từ xa sao được. Đúng rồi. Ủa, anh chưa cởi cà vạt ra. Đâu, anh có bị quái. Trói anh bằng cà vạt đi. Quay quanh kia đi, anh sao vậy? Ủa, một bốn người đi. Nữ bên nhánh bên kia chứ hả? À, quá đã. Trưa nắng nóng, đi tắm nước đâu. Buổi sáng bình yên anh và em đùa vui hồn nhiên say đắm trong khung trời. Cá sấu nè. Chúng tôi đang diễn lại hoạt cảnh câu cá sấu hồi nãy. Hai ba. Ông bùm nào có nhiều diễn hợp tác quá ha. Lỡ mình nhà nhập tâm của mình kéo xuống nước đâu. Ủa, còn cái chỗ mà luộc trứng là nước nóng cỡ này luôn hay là nóng hơn anh? Đây, mình đang luộc nè. Mình đang luộc. Bậy, nước nóng hơn, chỗ này là chỗ tiệm tắm thôi. Một mình. Hồi nãy hát bài này tặng cho anh quay phim nhưng thiệt ra bây giờ em hát cho chính em. Cô đơn nỗi đau. Coi đời lạc lõng như vô tình. Thiệt sự. Rồi một đứa bịch uống hết rồi về nha. Mà Quả Hậu. Đi. Chúng tôi có ba gói. Gói mập thù lù, gói doanh nhân và gói đẹp trai khuôn ngầu. Chọn gói nào? Chọn gói nào? Dạ, xin phép không chọn gói nào. Anh ơi, sao như mình xuống da. Anh sao anh? Hình như anh mới tự làm nhục anh em mình đó. Gì nữa? Hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em. Tốt, thank you anh. Chúng tôi đã có những bịch bùn. Bây giờ chúng tôi sẽ biến hình thành những con ma. Vô. 2, 3. Quá trời đất rồi. Cái bụng chẳng chặt ra. Cái đùi nữa. Wow, biết bây giờ đúng lại. Bởi luôn cái răng trắng quá. Sao bẹt bẹt. Rất yêu xa nha. Thôi mình đi thưởng trà rồi ạ. Đây. Wow. Đây là nước khoáng ở dưới đó. Ủa? Nước lại mới tắm anh á. Em mời các anh đi phim ạ. Trời, cái mặt của em bây giờ nó khô là nó đơ quá rồi mọi người ơi. Trời, cái mặt em nó khô. Nhìn mặt anh đang hài hước rồi. Xong chưa? Cảm ơn anh. Rồi, giờ xuống tắm. Cắm đầu không? Biết cười. Bệnh chắc bệnh. Khu này mới cảm thấy tự nhiên một mình thật là giá trị. Thật là tuyệt vời. Lắm rồi. Trời ơi. Em không dành nó phút 3 rồi. Thật chứ anh? Là nha.
mọi người. Nãy nó chỉ hết nó chỉ đen về bùn, giờ nó đen về mascara. Chết rồi, hình của anh sẽ tràn ngập trong các diễn đàn. Bảo Hòa mới nói gì mình phải mỉm đi. Thoải mái quá trời. Ê cho hỗ trợ cái lưng đi à. Thế nào? anh làm giả bộ. Rồi, sạch sẽ lên. Rồi, tôi xong. Cái mặt anh chưa xong mà. Anh mặt anh rửa nước này, nước kia nóng quá. Trời. Chết cả này kỳ không ra ta. Sao không ra không? Dạ, 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 tha thu của em. Bây giờ em muốn thấm cái câu nói rồi. Của anh người ta, anh Huỳnh Lập nói hồi sáng. Anh nói là trời ơi, hôm qua tụi anh bước vô tụi anh đẹp dữ lắm. Chúng ta mình sửa Lập nhiều quá Vân ơi. Dạ. Lập là hôm qua tắm nước sông á, mình tắm nước hoa. Một sáng chơi cái trò quýnh cái chai còn bị cầm cái chai quýnh cái đầu nữa. Trời đất ơi. Khổ lắm. Đi nhà trò nghỉ dưỡng chứ phải đi quýnh lộn quýnh lào đâu Giang. Hiểu như Giang quýnh cà quá chứ mình. Hai nhận ra em chung. Ủa sao sáng hai mí mà giờ còn có mí vậy? Đâu có. Trời đất ơi. Sáng con dán mí. Sao? Hi hi hi. Hi hi. Đây là trứng. Ủa trứng này chín rồi mà. Thử coi chưa chín chưa? Trời ơi, trời ơi. Cũng đưa cái đầu ra nữa. Liệu. Chưa chín. Rồi, cho anh xin cái đẹp đi luộc trứng đi. Dạ. Ờ, em anh ăn medium rare nha. Trời ơi, sao nhìn nó soi quá vậy? Đây hả? Tao bóc luôn rồi anh. Rare chắc 3 phút luôn rồi. Ừ. Móc vô đây. 3-6 phút, bây giờ mình 4 giờ mình ăn được rồi. Cái game này là game gì vậy? Đây, ly này ly gì đây, thử cái này. Nước mắm. Nước mắm. Rồi. Mắm cốt sao mình nó nồng nặc gì? Ly này bây giờ sẽ để chính giữa. Phía này là phía của Huy nè. Dạ. Đây là phía của Hiếu nè. Dạ. Đây là phía của anh và đây là phía của Vân. Dạ. Khi mình phải đứng được một cái, nhanh chóng đưa cái này tiến càng xa mình càng tốt. Đơn giản rồi đó. Oh, nguy hiểm quá. Áp lực quá. 1, 2, 3, bắt đầu. Chết được rồi. Ê. 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 Anh em ơi. Ủa? Anh em ơi, đừng qua hướng này chứ. Rồi. Chết được rồi. Anh em ơi. Nguy hiểm giờ chưa được cái nào luôn. Em biết anh chơi trò này. Chết tôi rồi. Ê à. Ê. Ê. Cô lên Hiếu ơi. Ai đây? Anh đang ăn Huy đây. Đúng đầu. Trời ơi trời. Chém nó làm gì? Tại sao em không đẩy qua bên trái mà anh nhỏ? Trời ơi. Mắm đâu mà. Uống nước mắm thì lại ăn thử nào. Trời ơi, còn lấy cái lưỡi liếm nữa. Dung ơi, lấy xe Dung ơi. Không mấy mình cứu anh đi anh. Em cứu không? Dạ không. Trời ơi. Thôi nửa ly, một lần nữa ly đi, chơi lần nữa. Ê, trời. Trời ơi. Một lần nữa ly thôi, chơi lần nữa. Ây da. Anh phun máu rồi. Anh phun máu rồi. Quá. Nước mắm phải mặn chứ trời. Giờ còn nửa ly lại. Một lần nữa ly. Cho em một miếng nước cờ suối. Sắp kỳ rồi. Áp lực quá, áp lực quá. Anh có linh tính. Cái ly còn lại là của em luôn á. Được rồi chưa? 1, 2, 3, bắt đầu. Anh Huy, anh giết em rồi anh Huy ơi. Hay gì ta. Ôi trời ơi. Anh Giang, đợi chứ anh Giang ơi. 200 đi. À trời ơi. Hiếu ơi. Trời, nãy góc bên đây, giờ góc bên đó. Hay quá. Trời ơi. Trời ơi. Thủ
nhập trên đáng anh tin mày mà lùm người nào có hay. Lì đúng rồi, ở dưới nó bị bóp lại mà. Đứng bên này có dịm tới cây luôn. Mẹ ăn có nuốt không vậy? Nhỏ rồi, ói. Được rồi chưa? Nước mắm mà gì đâu, ơi. Hiểu trứng, tới đi. Ai, nhìn tụi anh thật cool, làm như băng mà không cần cố. Mở cái mũi là ghê liền luôn á. Ừ. Trời quá à, cái ăn trứng, được rồi đó, dạ. Đói rồi. C. Phỏng đùi nghe. Em mời cả nhà dùng bữa. Ôi cha, chán ghê luôn á, bao giờ mới trưởng thành. Nóng hơn em ơi, nóng. Để cái này mà có trứng cút lộn ha, luộc ngon hơn á. Đề nghị khu du lịch chuyển qua trứng cút lộn đi. Mình luộc có những khách hơn á. Nè, thấy cái trứng của mọi người. Khi luộc là trứng sẽ chín, nó luôn luôn là vậy. Vô tri. Nó đi nó khủng mà. Đưa với Hoa Hậu lớp được đây. Đúng rồi, nãy giờ chị bảo vệ em mà. Làm chị tổn thương á. Chúng tôi đã có một cái ngày từ sáng, sáng buồn vất đến vả. Chiều sớm thì cũng đã trải qua được quá nhiều thử thách luôn á. Thoải mái. Bây giờ mình về chứ hả? Về nhà để mình còn có những thử thách khác và ăn uống khác nữa. Wow. Cảm ơn Minera Hot Springs Bình Châu đã đồng hành với chương trình. Thank you very much. Nhớ trứng cút lộn, rau răm, mua tắc. Nhớ vô. Hẹn nó vô. Khách đông. Ngày nào anh yêu em. Nghệ sĩ giờ đang ngủ phủ phê rồi. Ngoài giường phủ sống, trong giường phủ phê. Ủa? Không ngủ nữa hả? Gù nó bu em quá. Hả? Gù nó bu quá. Không ngủ đâu lại. Bây giờ về hỗ trợ đi. Dạ. Yeah. Ra ngoài cắt mấy cây xả đi. Dạ. 5-7 cây gì đó. Trời ơi. Cắt xả nữa, cắt hạn chế ghê. Tiết kiệm anh ơi. Tươi rói. Không hóa chất, không phẩm màu, không hồi độc hại, thân thiện môi trường. Chạy vào Destiny. Kéo dính chuột hả? Nghĩ rửa. Rửa giống như là hả, bách xa vậy hả? Rồi, bây giờ mình ngâm muối nó rầu nghe anh để hận sống nha. Còn tìm em thấy gao lặn lặt gì nữa không? Không. C. Thường nướng ngủ vậy anh. Thường nướng. Chào. À. À. Thú vị quý. Âm thanh hay lòng tiếng. Ủa Quy chưa check in đúng không? Dạ chưa. Rồi mời ra khu giờ check in. Đâu cũng vậy. Ủa hôm đợi mà đồng bọn vậy đúng không? Đúng rồi đó, đừng có lý. Mấy người đó vậy cho anh? Check in chưa? Check in rồi nhưng mà tới giờ đâu, người ta ra hướng dẫn em, người ta đi trước, người ta có kinh nghiệm. À dạ. Tôi ghé thăm từng nhà, tôi ghé thăm mọi người, tôi ghé thăm hiệu thứ hai. Đầu tiên gọi người em thiện lành của tôi dậy. Hiểu chủ nhật, tới giờ ăn cơm. Ăn cơm nào. Bây giờ là ngày hôm sau rồi đó. Em ngủ một ngày đó. Kinh nghiệm. Ở phòng của Vân đó ta. Vào phòng con gái mình phải rất là lịch sự. Mình sẽ xối nước cho Vân để Vân dậy nhanh hơn. Dân ơi, dân, dân ơi, dân, dậy dân ơi, dân, dân. Dậy. Quá trời rồi, bàn tiệc sẵn sàng rồi, sân khấu đầy đủ quá, mày đói bụng quá giờ sao giờ? Mình chưa check in nữa, mình sẽ đi qua kia mình check in. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ồ, vừa luôn hả?
Wow, đây. Qua bác mẹ. Áo của bé bắp đặng cho Hiếu rất là tượng trưởng thành. Nhìn thì biết được không liền? Anh kêu anh check in thôi. Ủa, sáng anh chưa check in hả? Chưa. Ủa, em check in đâu vậy? Thì em quê đâu em check in ở đó. Nè, em ghi một cái chữ siêu 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 nhỏ. Ồ, hết chỗ rồi, chữ chỗ Hồ Chí Minh ít xỉn à. Vậy là anh là phải gọi là cái mé xa đi, anh lấy quê của gốc gác ông nội xưa đi. Anh đẻ ở Sài Gòn, nhưng bây giờ là anh sẽ lấy ông nội xưa là ở ngay vùng đất này, là ở đây là Thanh Hóa ở đây nè. Đây. Ôi ơi, ê, tính ra quê gốc gác của ông nội là bự nè. Trời ơi, một mảng. Chưa có cái tên ở trên. Chưa có tên ở trên, thì anh sẽ ghi đây nha. Trời này khắc mệt luôn nè. Ôi Phi cũng mệt nữa. Cái gì dữ vậy? Trời ơi, lần sau mà có khách mời Thanh Hóa không biết ký đâu luôn á anh Huy. Quá trời. Trời, làm tấm hình đi. Anh chụp cho anh hả? Em chụp cho. Ok ok. Không rịp nha. Đẹp trai như mỗi khi nha. 1 2 3 Quá trời, cảm ơn Hiếu. Cảm giờ. Hay ha, anh Giang làm này hay ha. Rồi, xong. Rồi, anh. Lại đàng hoàng. Trời ơi, vùng đất này có mình anh luôn kìa. Rồi, anh dán tấm hình này sau lưng mẹ. Đi, sẵn rồi hai anh em mình làm tấm selfie đi. Phim này nhiều mà, Hiếu. Anh chắc chính dính không? Dính. Hay quá trời. Ngon nha. Tiếp nha, tiếp Hiếu. Tiếp hả? Rồi, cái ba anh em mình về đâu rồi đó. Trời ơi, quá khách mời đây ha. Vừa mới hôm qua luôn nè, mấy ảnh nè. Thấy chưa? Cũng hơn thua người ta nữa, gắm ở dưới đây đi, người ta nhìn thấy không chịu. Gắm trên đầu ai nè, cái chị anh này là cái hơn thua nè. Nè anh, sau này anh bớt mời mấy khách về mời hơn thua nha. Nghiệp lắm, biết sao không? Em phải để đó cho ai như vô nhìn em đầu tiên nè, coi nè. Chạy mất tiêu. Anh bóp tại sao anh đập cửa phòng em tan nát? Anh gọi vậy á, em cơm. Em hú hồn. Đây mà. Những người ta trưởng thành, người ta chọn vị trí đó cũng rất là gọi tinh tế. Thấy không? Được chưa? Sao nghiệp hay sao không đi vô? Đó, bây giờ mình phải test ra đàng hoàng. Rút kinh nghiệm mấy người ra dễ kia test ra thấy. Rồi cái này mình giữ kia là làm kỷ niệm thôi. Đây. Cái này mình giữ làm kỷ niệm thôi. Cho em, chứ em giữ đây tắm đi ha. Đó, trời ơi đẹp quá trời. Đi luôn quá à. Trời ơi, có ai ở đây nghe cái đầu luôn. Lộn mèo chắc là cái cú lộn mèo quyền thoại hôm qua không ta? Đúng rồi đó. Hôm qua đúng không anh Giang? Đúng rồi. Đó nhà quê em ở đâu? Hoang, không được nhìn à. Quê tổ luôn á. Quê cái quy, Ninh Bình. Hả? Thanh Hóa. Dạ thì chính xác. Xác. Một mình em một cõi luôn. Quy nó ký vậy, mai mốt mời đứa nào ở Thanh Hóa nè. Chỗ đâu ký. Em tính được đó rồi nè. Em có cửa. Em có nhân đạo trường góc nhỏ này nè. À. Đó, ký đây đi. Ủa, hồi nãy đi đánh bùng một miếng, bây giờ hai miếng rồi. Bé biết thực tập là nhanh nhỉ. Công nhận tác dụng bùng khoáng. Em không chỉnh gì hết, em mặc kệ luôn. Dạ. Cảm thấy ngủ quá là ngon. Ngủ quá là ngon hả? Dạ, quá là hạnh phúc. Rồi sao nhiên làm cái nét bu cái cục đó vậy? Giờ mình có cái gì để mình tỉnh táo hơn không ạ? Có, về Hiếu, làm cho em chị tỉnh ơi. Nghiêm vậy ha. Nghiêm cái đầu dưới lên đó đó. Trời ơi. Hiếu. Trời ơi. Cho chị tỉnh chứ sao giờ. Thôi mình đi vô chuẩn bị bữa tối. Dạ nào. Hiếu ơi, tại sao em lại như vậy với chị hả? Trời ơi, em chọc chị cho vui thôi. Thương lắm mới chọc chứ. Trời ơi, nó lạ hả? Mấy con cá coi đó nổi lên nó dễ thương lắm. Em vẫn không tha đó hả? Yo. Why? Ủa sao hai anh em mình vậy? Ôi ba người rồi. Đồ lô. Trời ơi anh ơi. Gà che. Rau răm. Rau răm à? Rau răm là không vậy? Rau răm. Cái này là gì anh? Sườn nướng cháo. Bây giờ là mình có nên là mình ăn cái salad trước không? Salad trước đi. Dạ. Rồi để vô lấy cái thịt bò ra. Bây giờ cần cho em thái thịt là xé gà không ạ? Thôi để lại cho nhau. Em xin được phép ngồi đây và hát nhiều nhạc phẩm. Rồi ngồi xuống đi. Dạ. Em xin được phép được cắt trái cây và ướp sẵn. Wow. Dạ. Xum xuê. Dạ. Em xin được ngồi thiền. Năng lượng từ vũ trụ. Để tí nữa mình ăn thiệt nhiều. Chị hết năng lượng xong rồi chị khỏi ăn chứ. Con bé ra sao ha?
Tí em sẽ làm 10 nhậu lắm. Em vẫn nuôi giữ ước mơ hả? Dạ, em vẫn nuôi giữ ước mơ, đừng ai cản em. Em sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Trời, hôm nay thời tiết mát mát. Trời trong xanh, nắng trong xanh. Anh Bắp, anh có học nấu ăn không anh Bắp? Nấu. Mà sao em thấy anh cắt cũng chuyên nghiệp lắm anh Bắp. Cắt này dễ. Như anh sắt hồi sáng nay á. À không, anh nấu ăn ở nhà, anh hay nấu ăn ở nhà. Tại vì anh hay coi mấy chương trình về ẩm thực quá. À, thích nấu ăn nữa, thích nấu ăn từ nhỏ. Cái đợt mà mình nghỉ đó. Dạ. Làm món nào cũng làm. Cái đợt đó anh nghỉ hả? Trời, nếu như một ngày mà nó xảy ra nữa thì sao? Cái quyết định là phải dọn lên một căn hộ mà có vườn rau để mà sau này có gì mình có thể tự sinh tự diệt. Anh dọn lên đó xong mình nó không bị nữa. Nhưng mà em thấy bây giờ mình sống mình có một cái vườn rau nho nhỏ cũng hay với bộ anh. Ờ đúng rồi, mình trồng em rau rồi mình. Ghê chưa, ghê chưa? Dạ rồi. Okay. À. Thấy không? Ba nốt nhạc là có một bò nóng hổi. Hay quá. Ổn định. Khách tới nhà thì mình phải phục vụ chứ đúng không? Dạ vâng. Hồi nãy Vân định làm một bản live show để chào đón anh quay trở lại. Em cản. Đúng vậy đó. Đã tới giờ ăn rồi. Cho chả nước miếng, chả nước miếng, chả nước miếng. Phải. Quý ăn thử cái này coi thử, để coi thử, anh có thử anh làm món này cho Izakaya thấy được không nha. Dạ. Có này luôn á, Izakaya luôn. Đúng rồi em, gọi mạnh nên ăn nhiều lắm. Gà tre nha, gà này là bao không mở nè. Đúng rồi, không biết đó chứ hả? Trời ơi. Mình sắp làm là ẩm thực mà đúng không anh? Phải nghiên cứu chứ. Nghiên cứu về ẩm thực. Theo anh Giang. Ăn lẹ chứ, tại vì cái nước để nóng ấy, nó sẽ bị bầm. Nhưng mà nó rất là ngon. Rồi. Vô. Ôi. Xử luôn à. Rồi. Ôi. Dạ. Mình giúp từng món nha, mình chơi với nhà hàng vậy đó. Mình không dạ. Có, không phải đám giỗ đâu mà lên hết. Đây, mình sẽ mở khăn ra. Trời, đúng rồi, nhà hàng. Wow. Nào, dâm. Dạ. Em mời cả nhà ăn cơm. Xin mời. Mời nha. Trời ơi là trời à. Ngon quá. Hay gọi là cải mầm. Mầm. Có giấm hả? Đúng. Có giấm, có chanh ở ngoài chứ. Ngon quá. Ngon quá. Anh mình sẽ làm một hành động gì để diễn tả cái ngon này ạ? À? Co. Cái gì vậy? Nhức cái nách. Yêu rất hư rồi. Đẹp đấy. Dạ. Anh làm. Ừ. Để em ra anh tí anh bánh ruốc với cơm. Đó. Đừng nghe cái đẹp vụ ăn cơm miệng bây giờ nha. Đừng nha. Đừng còn món đỉnh nữa. Cái này là cái mầm của cái ngọt hay là cái đắng không nên gieo? Dạ đây. Trời đất ơi. Không thể nào thiếu đi cơm được. Nữ hoàng tinh bột. Ủa sao nạc không vậy? Làm thịt nạc hả? Dạ, tại vì em không biết ăn mỡ. Có lẽ cái này phải ba rọi nó mới ngon. Đúng rồi. Chứ hả, cho người ta một cái quy định người ta ăn nạc cho mình hả? Quá ngon đúng không? Dạ. Chưa đâu, cái đó chưa đâu. Cái này mới giữ nè. Tuyệt vời. Đó là gọi là khai vị. Appetizer. Sao lại hẹn bắt cái sinh vậy? Không biết sao. Anh giống cái kiểu ăn gì của bên Nhật Bản anh. Ăn từng món xong rồi cái gì gọi là Makase. Nâu trong chuyện gì đó. Ăn không biết trước món mình sẽ ăn. À đúng rồi. Món này bén cơm dữ ta. Ăn nãy giờ luôn. Còn gà. Ê, phụ quá không? Không cần đâu. Trời ơi. Giờ bén gì? Bén về phim. Kim tiên chế cảm xúc lại. Nhảy miếng rồi kìa. Tên anh xin phép được finish hết đó. Hả? Dạ. Finish. Lâu rồi mình mới tập hợp vậy ha. Dạ. Cái một cảm xúc rất là khó tả. Đó chính là khi chúng ta đang đói, cực kỳ đói mà chúng ta ăn đúng một cái món ngon, cực kỳ ngon á. Hai tụi nó kết hợp lại với nhau á. Thấy là hạnh phúc luôn. Hạnh phúc. Ủa em không kiêng tinh bột luôn hả Vân? Dạ em cũng có kiêng, em ăn cũng hạn chế. Chứ em mê cơm lắm anh ơi. Bỏ gì bỏ chứ em không bỏ cơm được. Ăn cơm xong bắt đầu cảm thấy đầu óc minh mẫn. Đầu não mới hoạt động. Trời ơi là trời chết. Giờ nó là tốc độ kìa. Ừ.
vậy đâu, chưa có ăn ở đất Sài Gòn. Làm chậm chậm. Chừng lát bóp chanh như chân của toàn bóp cam. Đúng không anh? Cam đó. Đưa lịch sử luôn. Rồi là mình xuống nhà mình chơi mình phải đãi khách chứ. Vậy tụi em ghé thường nha. Ghé thường là không đãi anh. Là bắt đầu là công việc này qua mình. Là anh rồi. Ngồi đây nè. Mình là chặt cỏ rồi. Sẽ làm món gà ngon nhất tại đường em. Hứa với em luôn. Là hứa quá uy tín. Không ngon không lấy tiền luôn, hứa luôn. Anh Quách đâu lấy tiền được. Dạ, tụi em không mang tiền để trả anh nữa. Dạ, trọng không đồng. Đây là trời đất ơi. Đây là tiền miền Trung chính gốc nha. Trời ơi. Quá đã luôn. Một cái mẹt đầy vung. Dạ đây, bếp phụ đã xong rồi. Đừng có dách té nha. Quay quay quay. Thôi thôi. À, trời ơi quá trời đã mấy khi đây có thằng giấy ướt cho mọi người. Dạ để ai lau tay đồ lau ơ được nha. Nó bịch dễ thương vậy anh. Đúng. Dạ. Người sao cổ vậy nha. Thử đi, thử đi rồi nói chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của chúng ta. Em đi đợi chưa chắc em mời cả nhà nha, em không cưỡng lại được rồi. Dạ em cảm ơn. Thật sự đi với anh Giang là không thấy ốm rồi. Hồi giờ xin cái nước này mới về anh Giang nha. Ok nha. Hiểu là sắp tới cũng ra album hả? Em ra single, năm sau em ra album hả? À. Đang viết khá là nhiều. Em viết có storyline cái kiểu luôn. Vâng. Ghê ha. Em tự viết luôn hả? Dạ đúng rồi. Giỏi quá. Em giỏi lắm. Bây giờ em sang mắm ruốc và đây là lần đầu tiên em ăn luôn. Vậy cái lần đó. Chưa ăn mắm ruốc hả? Chưa giờ, tại vì không, tại vì em bị nghe em sợ nhưng mà thôi. Này của Duy Phần là phải ăn. Mắm ruốc tiên luôn. Có đỉnh cao ẩm thực. Đúng rồi. Trời ơi, lần đầu tiên ăn. Rồi chị sẽ quyết định là tương lai của em là có ăn mắm ruốc hay không. Có gì chị chuyển tiền luôn. Cho chị nó hết. Ngon hả? Ủa, ngon vậy hả? Cực quá. Chú giờ em cứ tưởng là nó kiểu sẽ khó ăn á. Tại vì em nghe cái mùi em sợ. Em có một loại mắm ruốc là mắm ruốc chấm trái cây nó khác nữa. À đúng rồi, ý là mắm ruốc chấm trái cây. Nó hôi này là cái khác anh. Mắm ruốc ta xào, này xào thịt mới làm. Ủa này ngon à. Ổn em ha. Cái này ăn hợp lý luôn. Bắt cơm em ha. Thôi má, mỗi lần mà anh đi diễn xa là làm hủ cái này. Bao nhiêu cơm em thấy cũng có gì dưa leo không à? Chưa. Mày dưa leo kìa. Đó, có dưa leo mà. Dạ khai nè Hiếu ơi. Chết rồi. Hiếu ông bà ta có một cái câu là làm này nè. Đó là làm gì vậy? Lấy mũ đó ra. Nhựa. Có hay phải già nha. Buổi tối nay anh em mình nhẹ nhàng thôi đúng không? Dạ. Dạ. Ngồi bên nhau quay quần. Sau đó. Ủa? Mình có gì nặng nặng không anh? Hỏi Hiếu. Đi nặng. Hiếu nó hư rồi. Mắm ruốc anh ơi. Cứu thằng Hiếu của em. Hiếu ơi. Về đây Hiếu ơi, cứu tôi, cứu tôi. Đang ăn được. Ổn em ha. Ngon được, tuyệt vời. Đi với anh Giang bị cái là đi xong về cái bị ăn uống khó hơn. Không mà, tại vì biết ngon quá. Ăn cái mình biết là cái này dở nè. Chứ chưa rồi, em là cứ đưa vô là quất thôi. Không có quan tâm này. Em khai mở nhiều thứ lắm. Em bắt chuyên nghiệp. Các khi leo cũng chuyên nghiệp nữa. Hả? Cắt xong cái là ăn xong luôn rồi. Miếng cơm nữa không em? Được rồi, được rồi. Để mang riêng à. Tại tập này mình chơi nhiều ở trên mình trao được các kiểu rồi. Nghỉ sớm ngủ sớm. Mà anh ngủ sớm đâu được không? À, sao vậy anh? Anh bị mất ngủ. Nặng luôn á. Chứ ngủ nó ảnh hưởng kinh lắm á. Ảnh hưởng đến thần. Thiếu ngủ là bị dễ bị tất cả các loại bệnh còn lại. Đơn giản vậy thôi. Đột quỵ nè. Trời ơi. Thôi để là anh còn vợ mới có. Ghê vậy. Cả giờ mới vô cái bệnh nè. Anh phải ngủ nha. Anh phải cố gắng ngủ. Không giỡn đâu. Biết rồi. Mà bắt đầu từ khúc nào anh? Bắt đầu từ lúc nổi tiếng á. Trời ơi, vậy là lâu lắm rồi ba.
7 năm rồi. Hèn gì em thấy đúng là có nhiều khi đi quay với anh tới trễ, sáng sớm anh dậy sớm nhất luôn. Đúng rồi. Ngủ. Ví dụ như bữa nào mà đuối lắm, ví dụ 2-3 ngày không ngủ á, giống như cái bữa công tâm ấy. Bữa công tâm anh về là sinh nhật vợ anh, kêu vợ anh ơi, lát đi chơi, lát hai chồng mình đi chơi để lên tắm cái anh nghỉ ngơi xíu. Anh ngủ tới sáng. Mà lúc đó mới có 9 giờ mấy. Sụp luôn. Mà vợ anh biết sao, anh sụp ở đâu có kêu anh đâu. Bữa công tâm là em biết rồi, nằm 2 ngày 2 đêm anh đâu ngủ đâu. Là đến khi nào mà quá chịu hết sức rồi, buồn ngủ lắm rồi mới ngủ thôi. Sau chương trình này, cuối tháng này là anh tập lại là anh bắt đầu phải giảm 5kg để đóng phim tháng 11. Vô chế độ tập trung cho, vô chế độ tập trung cho cái kịch bản nữa. Phim điện ảnh hả anh? Phim đóng với mày đó, mày hỏi. Ủa? Thôi nó chứ ráng nha anh. Đừng có để tình trạng này dài quá, quên mình quen á. Nhưng quay giờ anh đâu có nhận số dày đâu. Em thấy không đủ sức là em không nhận nhiều. Tại em phải cải thiện cơ thể lại. Em qua cái năm Massinger 4 sáng. Trời ơi. Nói mà giọng mà đến giờ đó là không thể nói nổi nữa. Trời mà quay giờ đó sao ca sĩ hát nổi à? Mà hát được. Hay. Họ hát xong họ vô trong họ nghỉ, còn chỉ có anh dẫn thôi. Đêm nay là một đêm rất là nhẹ nhàng luôn ha. Chứ mấy đêm kia nó quậy banh xác luôn. Ủa sao dám ăn anh vậy? Anh no quá thiệt luôn, để anh nghỉ xíu đã. Khuya anh ăn nữa. Mình có ăn khuya nữa hả? Đâu có, nó giỡn thôi chứ. Trời đêm mà ăn quá ăn gì? Ủa là gà anh nuôi ở ngoài sân là con gà này không anh? Không có, mà có mua chứ. Ai mà. Mấy bữa trước là đêm nào cũng có âm nhạc ha. Cũng quậy phá được, cũng có gọi là nước, cái nước làm cho mình dễ nói chuyện đó. Rất ư là gọi là heo thì luôn á. Đi massage rồi ăn trứng luộc ha. Hello, mình thay đổi không khí. Đúng rồi. Hôm nay mình đi tôm trầm. Ngày mai là tụi em sẽ đi về mà đón được khách mới rồi nữa. Đúng rồi, chắc mai em về để đón khách mới vô. Trời ơi, anh làm đi tôm liên tục. Có chào, có ba bay giúp hồi sáng nay không ạ? Y chang vậy đó. Dù ra tí nữa mình ra ngoài mình uống trà đập đạo. Thôi tối nay mình tranh thủ ngủ sớm ha. Sớm để cho nó có những cái giờ phút thư giãn, lấy lại sức sau những nhiều ngày làm việc mệt mỏi, chứ không phải là lúc nào mình cũng nhảy nhót sùm, lo phải có những buổi lắng động như vậy nè, cho chủ nhà người ta đỡ cực nữa ha. Sao đẹp hết hôm qua, khép đôi mi lại, khép đôi mi lại, nụ cười em ra 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 ra, vung bôi rồi có phải rằng em đang yêu? Sau hành trình này em thấy em lúc nào cũng là người cô đơn vậy trời, không thấy gì hết vậy, không có ai hết vậy. Con em về thiệt hả? Dạ em về. Trang, đừng có giữ Vân nữa, người chị còn giữ bây giờ là Hiếu. Cái gì vậy? Để có bộ. Ảo tưởng. Trời bé nó thẳng kìa. Có quê nè, không có quê nè. Tình yêu nắm không được thì mình buông. Không, gì đâu. Lấy, anh có kéo quê lại với em nha anh. Hả? Ai kêu nó lại vậy? Lê Trang anh. Khoan đường. Rồi đi thôi. Ngon quá à. Đi. Ngon quá à. Đi. Đây. Cái gì vậy?